Nguyệt Hương rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu số phát sóng kỳ này, như thường lệ, Nguyệt Hương xin mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những hoạt động đoàn hội đội sôi nổi trong tuần qua chuyên mục Nhịp sống trẻ. Nhằm hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2012, tuyên truyền vận động người dân, đoàn viên thanh niên hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường. Sáng ngày 16 tháng 9 năm 2012, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận 4 tổ chức ngày Chủ nhật xanh lần thứ 97. Với chủ đề thanh niên hành động vì môi trường, hơn 400 đoàn viên thanh niên cùng lực lượng vũ trang của 15 cơ sở phường trên địa bàn quận 4 đã tiến hành thực hiện những phần việc ý nghĩa, như tổ chức nạo vét, vớt rác, khơi thông dòng chảy gần 200 mét rạch cầu Dừa, tặng 200 cây xanh cho các hộ dân, vận động người dân trồng cây xanh trước nhà để tạo không gian xanh cho môi trường sống, tuyên truyền vận động người dân hạn chế sử dụng bao ni lông để bảo vệ môi trường và cách phòng chống các loại dịch bệnh nhằm góp phần cải thiện môi trường sống và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân thông qua các công việc cụ thể trong sinh hoạt hàng ngày. Nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tốt để bước vào năm học mới, ngày 22 tháng 9 năm 2012, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Great Eastern Việt Nam tổ chức lễ trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ năm 2012. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 164 suất học bổng cùng dụng cụ học tập cho các em học sinh ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và xã Quy Đức, huyện Bình Chánh với tổng trị giá 200 triệu đồng. Những phần học bổng ý nghĩa này sẽ giúp các em giảm bớt gánh nặng trong cuộc sống, là động lực để các em cố gắng học tập tốt hơn, đồng thời thể hiện sự quan tâm chăm lo của tổ chức đoàn, các ban ngành và đơn vị doanh nghiệp đối với các em. Ngày 19 tháng 9 năm 2012, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đoàn Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tư vấn pháp luật với chủ đề Hành trình của niềm tin cho gần 100 phạm nhân là con em của người dân Thành phố Hồ Chí Minh sắp mãn hạn tù đang giam giữ tại trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai. Sau 2 ngày tham gia chương trình, các phạm nhân đã được các báo cáo viên là giảng viên tại Trường Đại học Luật giới thiệu và tư vấn các kiến thức về pháp luật, kỹ năng giao tiếp, hướng dẫn thủ tục, tư vấn nguồn vốn vay, kỹ năng xin việc và giới thiệu các trung tâm tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề cho các phạm nhân. Qua những kiến thức tiếp thu được từ chương trình sẽ giúp cho quá trình tái hòa nhập với cộng đồng của phạm nhân được thuận lợi hơn. Đây là chương trình được tổ chức thường niên do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cùng Đoàn Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Sắp tới, chương trình sẽ được tiếp tục tổ chức tại trại giam Thủ Đức, Bình Thuận. Trong hai ngày 14 và 15 tháng 9 tại bệnh viện quận 11, Đoàn bệnh viện quận 11 đã tổ chức khám phẫu thuật mắt miễn phí cho 40 bệnh nhân nghèo diện chính sách thuộc xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Đây là công trình thanh niên ánh sáng vì cộng đồng chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống thanh niên công nhân thành phố, ngày 15 tháng 10 năm 1982, ngày 15 tháng 10 năm 2012, do Đoàn Bệnh viện quận 11 thực hiện, nhằm hỗ trợ những người dân nghèo bị mắc phải những căn bệnh nguy hiểm về mắt và cần được phẫu thuật. Chương trình được tiếp nối từ chuyến công tác xã hội khám chữa bệnh miễn phí cho 500 bệnh nhân nghèo tại xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An trước đó. Đoàn đã khám, chẩn đoán sàng lọc và tiếp tục hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho 40 bệnh nhân nghèo diện chính sách bị đột thủy tinh thể có nguy cơ bị mù với tổng kinh phí thực hiện hơn 100 triệu đồng. Sáng ngày 22 tháng 9 năm 2012, Đại hội đại biểu Công đoàn Cơ quan Thành đoàn lần 2, nhiệm kỳ 2012-2015, diễn ra với sự tham dự của 92 đại biểu đại diện cho 1.468 công đoàn viên toàn công đoàn. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Cơ quan Thành đoàn đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho đời sống công đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động như thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức đa dạng các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, tạo điều kiện cho người lao động tham gia giải trí sau giờ lao động, phát động trong toàn thể công đoàn viên, công nhân viên, người lao động tham gia đăng ký các công trình, phần việc lao động, góp phần tham gia sản xuất hiệu quả tại đơn vị, doanh nghiệp, nhân dân. Đại hội cũng đã đề ra những nội dung trọng tâm trong nhiệm kỳ mới,
Theo đó, các cấp công đoàn sẽ tiếp tục tạo điều kiện để cán bộ công nhân viên chức người lao động nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn là tổ chức đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, tăng cường các hoạt động xã hội của công đoàn, không ngừng chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân viên chức người lao động, vân vân. Đại hội đã thống nhất và tín nhiệm bầu 15 đồng chí vào ban chấp hành công đoàn cơ quan thành đoàn lần 2, nhiệm kỳ 2012-2015. Sáng 21 tháng 9 năm 2012, tại Nhà Văn hóa Thanh niên, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai mạc hội thi trực tuyến Bản hùng ca Tuổi Trẻ năm 2012. Hội thi được thiết kế theo hình thức trắc nghiệm, thí sinh phải trải qua 3 chặng với 75 câu hỏi trong vòng 45 phút với những kiến thức cơ bản về các tổ chức thanh niên trước khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, quá trình bồi dưỡng, hình thành Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương, tên gọi đầu tiên của Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, những mốc son lịch sử của Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh từ lúc thành lập cho đến cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, phong trào đấu tranh của thanh niên, học sinh, sinh viên cả nước, đặc biệt là phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên Sài Gòn Gia Định trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1954-1975, kiến thức về những chương trình hoạt động của đoàn viên thanh niên tham gia bảo vệ tổ quốc trong cuộc chiến tranh biên giới và xây dựng phát triển thành phố từ năm 1975 đến nay. Hội thi được chia thành hai đợt thi, đợt thứ nhất từ 9 giờ ngày 21 tháng 9 đến 17 giờ ngày 22 tháng 9, đợt thứ hai từ 9 giờ ngày 28 tháng 9 đến 17 giờ ngày 29 tháng 9. Riêng phần tự luận, câu hỏi sẽ hiện ra sau khi thí sinh kết thúc phần thi trắc nghiệm của đợt 2. Các thí sinh sẽ làm bài tự luận không quá 1.500 chữ trong thời gian 30 phút. Ban tổ chức sẽ chọn ra 300 thí sinh có tổng số điểm thi cao nhất của hai đợt thi trắc nghiệm để chấm bài tự luận và công bố kết quả chung cuộc hội thi vào ngày 3 tháng 10. Ban tổ chức sẽ tổng kết và trao giải hội thi vào ngày 6 tháng 10. Tính từ thời điểm ngày 17 tháng 9 đến lễ khai mạc 21 tháng 9, sau 4 ngày mở mạng, số lượng thí sinh đăng ký tài khoản và thi thử lên đến 143.500 thành viên. Ngay sau lễ khai mạc, nhiều cơ sở đoàn đã tập trung đoàn viên thanh niên tại đơn vị cùng thi, thậm chí trao giải thưởng cho bạn nào có số điểm cao nhất. Để tăng tính hấp dẫn của cuộc thi thì đoàn trường cũng khuyến khích các bạn tham gia cuộc thi và để xem cái cuộc thi này là một cái tích lũy chuyên đề cho các bạn để đạt được 6 bài luận chính trị trong năm học 2012-2013 này. Có thể thấy, hội thi đã có sức lan tỏa mạnh mẽ từ cơ quan, công sở đến cả tiệm Internet, quán cà phê tới mọi tầng lớp nhân dân. Tất cả đã hòa cùng làn sóng Internet của bản hùng ca Tuổi Trẻ. Không những thế, hội thi cũng chính là dịp để các bạn đoàn viên, thanh niên được giao lưu, mở rộng kiến thức về lịch sử dân tộc, cùng nhau đi tìm những vị anh hùng thanh thiếu niên, những mốc son lịch sử của Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh từ lúc thành lập cho đến nay. Em thấy là thành đoàn tổ chức những cuộc thi này giúp cho tụi em hiểu thêm về đoàn, củng cố được cho tụi em kiến thức về đoàn thông qua các chương trình thi trực tuyến online. Trong ngày hôm nay sau phần thi này thì tuy là những câu hỏi có vẻ hơi khó hơn so với ánh sáng thời đại, nhưng mà mình cảm thấy rất là thú vị bởi vì những cái thông tin rất là hay, và quan trọng hơn đã là mình truyền được cho các bạn một cái tinh thần chủ động trong cái việc tham gia các hoạt động phong trào do thành đoàn tổ chức. Cuộc thi còn giúp chúng tôi thêm kiến thức về công nghệ thông tin, những kiến thức mà hiện tại đội ngũ đoàn viên thanh niên công nhân lao động chúng tôi đang còn thiếu. Hôm nay thành đoàn phát động hội thi Bản hùng ca Tuổi Trẻ tìm hiểu về lịch sử của đoàn. Đối với tôi là một dân tộc Hoa thì tôi cảm thấy sẽ am hiểu về lịch sử Việt Nam hơn, tìm hiểu về lịch sử của đoàn. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trường học xã hội chủ nghĩa của bao thế hệ thanh niên ưu tú, đã ra đời từ ngày gian khó và đồng hành cùng dân tộc trong suốt 81 năm qua, là nơi nuôi dưỡng những tâm hồn, bồi đắp lý tưởng cách mạng, là môi trường để mỗi người chúng ta được sống, cống hiến và trưởng thành trong thời tuổi trẻ của mình. Và hội thi trực tuyến Bản hùng ca Tuổi Trẻ chính là dịp để đoàn viên thanh thiếu nhi thành phố tìm hiểu lịch sử truyền thống vẻ vang đó, đồng thời chào mừng Đại hội Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2012-2017, chào mừng Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 10, nhiệm kỳ 2012-2017. Thưa quý
vị và các bạn, thời gian vừa qua, người dân khu phố 3, phường 7, quận 11 đã quen thuộc với hình ảnh các bạn thiếu nhi chiều chiều lại cùng nhau tham gia dọn dẹp, làm vệ sinh tại khu phố của mình. Các bạn đã góp một phần sức của mình để làm cho bộ mặt của khu phố ngày càng sạch và đẹp hơn. Đó là hiệu quả của công trình Đội quân xanh tí hon do Ban chấp hành chi đoàn khu phố 3 thành lập. Khu phố 3, phường 7, quận 11 là khu phố đông dân cư. Trước đây, rất nhiều hộ dân không chấp hành các quy định chung về xả rác đúng chỗ. Tình trạng vứt rác, xả nước bẩn ra đường của người dân và các hộ kinh doanh diễn ra rất phổ biến. Từ những thực trạng đó, Ban chấp hành chi đoàn khu phố 3 đã triển khai và thành lập công trình Đội quân xanh tí hon nhằm tuyên truyền vận động các em thiếu nhi tham gia sinh hoạt tại khu phố. Mắt thấy rác, tay phải nhặt. Đó là bài học đầu tiên khi các bạn nhỏ tham gia vào chương trình, để khu phố của chính mình trở nên sạch và văn minh hơn. Các bạn nhỏ đã cùng nhau thực hiện việc bôi, xóa quảng cáo trái phép, phát phiếu bướm tuyên truyền, tổng vệ sinh khu phố. Bên cạnh đó, các bạn cũng trở thành những tuyên truyền viên vận động người dân tham gia dọn vệ sinh và là người ghi lại địa chỉ những hộ kinh doanh xả rác, nước thải bừa bãi để báo lại với các anh chị trên phường có hình thức xử phạt đúng quy định. Thực hiện theo lời Bác, tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình. Đội quân xanh tí hon đã chứng minh được vai trò của các em thiếu nhi trong việc tham gia cùng khu phố, chi đoàn, tuyên truyền, vận động bạn bè, người thân và gia đình cũng tham gia thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Hình ảnh các em nhỏ cầm trên tay hộp sơn, cây chổi, ra sức thực hiện các hành động để giữ gìn nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường như thế này, đã khiến cho người lớn phải suy nghĩ về chính những hành động của mình. Mấy em thiếu nhi này rất là chăm quan, là giữ gìn sạch sẽ. Dưới khu phố thì rất là ngoan, là học tập rất giỏi. Mấy em vậy thì cô, bản thân cô thì rất là cố gắng là giúp đỡ cho mấy em để tạo điều kiện cho mấy em làm tốt. Công trình Đội quân xanh tí hon đã góp phần tích cực trong phong trào xây dựng thành công khu phố 3 là khu phố không rác, được Ủy ban Nhân dân quận 11 công nhận năm 2009 đến nay. Đồng thời các tuyến hẻm 88 Lê Đại Hành, 141 Lý Nam Đế cũng được công nhận là tuyến hẻm xanh sạch đẹp. Từ năm 2009 được thành lập cho đến nay thì cái mô hình này đã mang lại rất là nhiều hiệu quả thiết thực. Cụ thể trong 2009, các em đã cùng với khu phố xây dựng được khu phố không rác và được bà con trong khu phố rất là đồng tình ủng hộ. Với những hình ảnh nhỏ bé của các em cầm trên tay những chiếc chổi, cái kỳ hút rác và những tờ rơi tờ bướm cùng đi bôi xóa quảng cáo và thực hiện việc quét vệ sinh chung với các anh chị phụ trách đã gây một tác động rất là lớn đối với các cô chú. Tính tới thời điểm hiện nay, các em đã thực hiện được 58 cuộc gọi điện thoại về báo cho các anh chị phụ trách và trong đó đã có 18 trường hợp được xử lý vi phạm hành chính do các chú công an phường xuống nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn còn vi phạm và xử lý. Đến nay, công trình Đội quân xanh tí hon đã có 36 bạn nhỏ trong khu phố tham gia. Rất nhiều bạn nhỏ đã tham gia từ những ngày đầu và trở thành những thành viên nòng cốt, luôn gương mẫu trong cả học tập và ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Khi tham gia chương trình này, em cảm thấy rất vui vì có thể góp một sức nhỏ cho khu phố mình. Và em có kêu gọi những bạn bè của em vào tham gia nhiệt đội quân xanh tí hon này, giúp cho nhiều đội quân của em được nhiều người hơn. Công trình là một trong những hành động thiết thực và cụ thể, phù hợp với các bạn nhỏ, giúp các bạn nhỏ có cơ hội giao lưu và rèn luyện các kỹ năng thực hành xã hội. Hình ảnh các bạn nhỏ chính là cầu nối giữa chi đoàn đến với gia đình và mọi người dân trong khu phố, nhằm tạo ra một sức mạnh tổng thể, cùng thực hiện một nhiệm vụ chung là xây dựng một khu phố văn minh sạch đẹp. Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình truyền hình thanh niên lần này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình lần tới, phát sóng vào lúc 21 giờ 10 phút ngày 1 tháng 10 năm 2012 trên kênh HTV9 và phát lại vào lúc 7 giờ ngày 2 tháng 10 năm 2012 trong chương trình truyền hình thanh niên trên kênh HTV7. Mọi thông tin đóng góp cho chương trình, quý vị và các bạn có thể gửi thư về địa chỉ chương trình truyền hình thanh niên số 1 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận Nhất. Email truyền hình thanh niên thành phố Hồ Chí Minh @gmail.com, điện thoại 083 829 8669. Nguyệt Hương thân ái chào tạm biệt.